Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với cái kênh mình nha. Hôm nay thì vốn mình 300 ngàn nha. Nhỏ thôi, hôm nay mình sẽ vào là chơi long hộ nha. Bài long hộ nha, bài đổi thưởng nha. Thì đương nhiên nếu thắng thì ngon thôi, anh em đéo thắng này thôi chịu thôi. Nhưng mà chuộc chơi thì đừng bao giờ anh em nghĩ rằng là anh em luôn thắng nha. Không có bao giờ anh em gọi là luôn thắng đâu anh em ạ. Chơi thì ví dụ anh em hên đấy thì anh em sẽ ăn được nó. Còn xui ấy thì phải anh em phải biết cách chấp nhận nha. Đừng bao giờ nghĩ rằng là anh em sẽ luôn thắng nó, bởi vì đéo có bao giờ cái gì gọi là luôn thắng nó cả. Nên game nào như vậy thôi, chơi thì bài được thưởng nào chơi chơi thì quan trọng nhất anh em hên rồi anh em đúng không, bắt đầu được này ngon này. Mỗi ngày thì mình không cần thắng nhiều đâu, mỗi ngày mình chỉ cần thắng vài mê dăm mê ok đi, vài trăm dăm trăm thì mình nghĩ là mừng lắm rồi. Và mình mỗi ngày thì mình chỉ cần 300 ngàn thì mình chỉ cần kiếm 200 ngàn tiền cà phê gì đó thôi, tiền cà phê ăn sáng gì đó thôi là mừng lắm rồi anh em ạ. Vì sao chơi con game đổi thưởng này thường là mình chơi nhỏ anh em, bởi vì mình biết rằng là game nó tạo ra 100% này, thành ra nó có thể soi mình bất cứ lúc nào ấy. Ô quy vẫn thắng kìa, chụp lại cái này chứ. Ô quy vẫn thắng anh em ạ. À đây, ôi càng đây, ôi quy vẫn thắng anh em ạ. Chịu hên đấy anh em ạ. Đây này, trúng tiếp nào. Ôi rồi hòa. Bán này hòa anh em. Ờ không sao, cũng được mà. Bán này mình sẽ đặt đây tiếp đi. Hộ tiếp đi. Trúng tiếp thì ngon thôi. Đéo trúng mới chịu thôi, bởi vì lúc này giờ mình quy ấy là mình thấy quá hên rồi đấy. Rồi quy mà rắc ca. Chịu. Mà bán nó mình là đặt long thì quá xui luôn, đúng không? Rồi trúng tiếp nha. Ngon đấy anh em ạ, được đấy. Hồ tiếp thôi. Đúng tiếp nào, đúng rồi. Tuyệt vời luôn anh em ơi. Lúc này toàn thắng mà toàn thắng luôn đấy. Bởi cách đánh của mình là như thế này các bạn này. Đó là nó đang bị chuỗi hộ ấy thì mình cứ đặt chuỗi hộ. Nó đang về chuỗi long mình cứ đặt chuỗi long. Nó đang về cầu 21 mình sẽ đặt cầu 2121. Nó đang về cầu 11 mình sẽ đặt cầu 11. Mình không bao giờ đoán lần nào nó bẻ cầu, lần nào nó bẻ cầu ấy thì mình sẽ ngừng 1 2 ván gì đó để mình quan sát xem nó đang chuẩn bị về cầu gì. Ok. Vừa nó ăn cái nó bẻ cầu luôn anh em ạ. Vãi đạn thật đấy, xui nhỉ. Nhưng không sao, lúc này vẫn thắng 3 lần mà. Đúng không? 4 lần mà. Thì ván này mình sẽ nghỉ để xem quan sát rằng nó đang về cầu gì anh em ơi. Hòa càng nữa nhỉ. Hòa thì ván này về tôi ngừng ván nữa, nó chưa ra cái cầu gì cụ thể cả anh em ạ. Cảm thấy nhá. Cầu này cầu mới luôn anh em. Thôi cầu mới thì mình sẽ đặt hộ đi nha. Cầu mới mình sẽ đặt hộ đi. Bởi lúc này giờ hộ đang hên đối với mình thì mình bây giờ mình cứ đặt hộ đi. Có gì mình sẽ tính sau anh em. Đéo việc gì mình mới vội hả. Đây này, đó là trúng tiếp mà anh em. Trời. Quá ngon. Quá ngon anh em ạ. Từ từ nha. Trời ơi, Karari. Sao ca không ra mấy luôn nên đợi tiếc. Tiếc chứ anh em đúng không? Ô đi, ván này mình đoán cầu 1-1 đấy anh em. Đó là mình đoán rồi, còn thực tế nó về thế nào mình đéo thì biết trước được điều gì rồi anh em ạ. Nhưng mà ok, ván đầu trúng rồi nha. Ván này đúng rồi nha. Hiện tại như mình đoán ván này là đang đúng anh em ơi. Còn xíu nữa nó đúng, ván này nó đúng rồi hay không thì mình đéo biết được.
nó mở ra thì mình mới biết được như thế nào anh em ạ. Mình chỉ là người đoán thôi, đoán trúng thì ngon thôi anh em, đúng không? Trời ơi, ván này nó bệ này kìa, căng thế. Tăng thế anh em ơi, với ván này mình đặt hũ rồi đi. Hũ lần nữa nha anh em ơi. Cứ chơi từ 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 lên thôi anh em, đừng có vội. Vội làm gì? Game thì còn đó, quan trọng là anh em còn có vốn để mà chơi với nó cũng thôi. Anh em đừng có bao giờ sợ mất cơ hội đằng này. À mình như thế này, như thế kia, đừng có bao giờ sợ mất cơ hội cả anh em ạ. Cơ hội còn đó, quan trọng em còn có vốn để mà chơi với nó cũng thôi. Anh em đừng có bao giờ sợ rằng lỡ mày ván này mình không đặt, lỡ mày nó trúng rồi nhá. Đương nhiên các bạn nếu không trúng, nếu các bạn trúng ấy thì đương nhiên cái cửa lại là nó sẽ không trúng rồi. Nếu các bạn không trúng ấy chắc chắn nó sẽ trúng rồi. Hoặc nếu các bạn trúng ấy, nếu các bạn không trúng thì nó sẽ trúng rồi. Nếu các bạn trúng thì nó sẽ không trúng thôi. Nó chỉ có 50-50 mà anh em. Thành ra là các bạn đéo thì nó trước đâu gì đâu. Ví dụ nhiều khi các bạn nói là ván đó mình đặt là mình đã trúng rồi. Nhưng mà nếu các bạn ván đó là lỡ may các bạn không trúng, các bạn nghĩ là may. Nhưng mà nhiều lúc các bạn những cái lần may mắn đó các bạn không nhớ đâu, mà các bạn chỉ nhớ những lần là giá như lúc đấy mình đặt. Các bạn thường là các bạn sẽ không nhớ những lần các bạn thua đâu. Những lần các bạn đoán sai đâu, mà các bạn chỉ nhớ những lần là các bạn đoán đúng ấy. Nhưng mà các bạn tỷ lệ 50-50 mỗi bên thì đương nhiên các bạn không đoán trúng thì đương nhiên đoán sai rồi ấy. Đấy. Thì cho nên các bạn đừng có bao giờ tiếc gì cả anh em ơi. Trời ơi, ván này là thua rồi. Thắng xíu nào cho thua, thắng xíu nào cho thua anh ạ. Chán thế. Khó quá anh em ạ. Quá khó luôn anh em ơi. Chịu ấy. Đây nha, Long tiếp nha anh em ơi. Long nha, Long nha. Đéo biết phán này như thế nào đây. Đây này, quy thắng rồi chứ nữa. Ôi dồi ôi, chi nữa vậy ấy ơi. Ngon dữ gì trời. Lên 500 cái đừng nghĩ luôn đấy nhỉ. Thật đấy. Đấy, các anh em thấy là chuỗi Long này nó cứ về chuỗi Long thôi à. Mình thích đánh cầu chuỗi như này nhất anh em này. Chứ cầu nó cứ nhảy linh tinh ấy, khó đoán ấy. Thì khó đánh lắm. Cầu 1-1 và cầu 2-1-2-1 mấy cầu đó mình thích anh em ạ. Chứ mấy cầu nó cứ nhảy linh tinh ấy. Trời ơi, 4-7-4 thì tao chịu. Má kìa, bây giờ thắng có 35 ngàn nữa anh em ạ. Phải là 100 đi. Ây da, bãi đoán cầu 1-1 đấy anh em. Đây rồi, đúng là cầu 1-1 đấy anh em ạ. Cầu 1-1 đấy. Cầu 1-1 đấy anh em.
Đây nha, mình sẽ đặt 50 ngàn, đéo là dám đặt 100 nữa đâu. Đặt 100 là sợ lắm anh em. Sợ lắm. Nó mày mày ván này đặt 50 ngàn như này. Không là toang này đấy. Thắng thế nào lúc này giờ mình cứ anh em có để ý cho mình không? Mình cứ lên 400 nó lại cho nghĩ nó đéo lên nỗi nữa, mình lên 400 nó đéo lên nỗi nữa. Kiểu như vậy anh em, cay không cay chứ? Cay thật sự chứ anh em. Chứ ai ai lại nó đéo cay? Ai nó đéo cay những cái pha đó? Đúng không anh em công nhận điều đó không? Cay không cay chứ? Cứ lên nó lại cho xuống, cứ lên nó lại cho xuống, cứ lên nó lại cho xuống. Thế ai mà chả cay anh em ơi đúng không? Đấy, mình cay chứ nhưng mà biết làm sao giờ anh em ơi đúng không? Game mà biết thế đéo trước được. Đấy, ví dụ mình thắng thì ok, mình vui, mình mừng thôi. Điều đó điều đương nhiên, hiển nhiên rồi. Đấy, cứ lên từ đầm này nó lại cho xuống. Cứ lên xíu của nó cho xuống, lên xíu của nó cho xuống. Như thế này thì ai chơi nổi được anh em ơi đúng không? Em công nhận điều đó. Thôi cho nên ván này mình dí cho mình thắng ấy là lên từng này thôi, mình nghĩ thôi anh em. Thật sự là có những ngày anh em phải như vậy anh em ạ, phải như vậy. Em mới biết được như thế nào được. Chính em cứ khăng khăng một điều là phải lên từng này mới nghỉ, lên từng này mới nghỉ không được như vậy đâu nha. Các bạn phải linh hoạt lên các bạn ạ. Cảm giác đéo thắng nữa, ok hôm đó các bạn nghĩ. Anh em ạ, nhớ điều đó cho mình nha. Thôi, mình nghĩ là thắng như đây là mình nghĩ là quá được rồi nha. Đéo cần tham nữa đâu. Tham là lỡ mai tí nó còn mùi cái nịt thì sao đúng không? Cuộc chơi mà. Ví dụ mình mà thắng thua còn mùi cái nịt là điều đó. Mình nghĩ là chuyện bình thường thôi anh em. Thôi, video đây mình tốt nha.